công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm hệ thống máy hút xi măng kết hợp với hệ thống thổi xi măng, công suất 100 tấn trên giờ. Hệ thống được lắp đặt cho công ty cổ phần xây dựng Phú Thành tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cần cầu vít tải hút liệu, nâng hạ bằng ti ben thủy lực, motor điện dẫn động cho các vít tải chuyển liệu. Sử dụng cho các loại tàu chở xi măng có sức chứa 300 tấn đến 4.000 tấn. Toàn bộ hệ thống được lập trình PLC, giám sát và khắc phục lỗi từ xa. Hệ thống máy được chế tạo từ các phụ kiện được gia công bởi máy cơ khí chính xác CNC cho tất cả các công đoạn, cắt tiện, phay, chấn, với các bản vẽ được thiết kế và thi công bởi đội ngũ kỹ sư lành nghề của công ty Tây Đô. Hệ thống thổi liệu TD250 cho phép thổi xi măng với khoảng cách 400m, lên silo có cao độ 15m. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về sản phẩm, ứng với từng mô hình công trình khác nhau. Chúng tôi sẽ đưa ra cho quý khách hàng những tư vấn tối ưu để có thể đạt được mục đích mong muốn với mức giá thành tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Trụ sở chính 44 Trần Hưng Đạo, khóm 3, thị trấn Sa Dài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Phân xưởng sản xuất, quốc lộ 30, ấp Bắc Trang, xã Tân Công Chí, Tân Hồng, Đồng Tháp.